Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mình, đó là máy đun nem đường xúc xích bằng tay. Đây là máy đun nem xúc xích bằng tay. Máy này thì được làm bằng chất liệu bằng inox. Chất liệu inox rất chi là dày dặn luôn. Đây, inox rất là dày dặn. Đây, máy này thì có 4 ống đun kích cỡ khác nhau. Đây là một ống đùn kích cỡ khác nhau. Nếu các bạn mà đùn nem đùn xúc xích thì thường người ta đùn hai ống này, ống vừa này. Còn nếu ai mà làm nem to như kiểu nem khối thì mình dùng ống đùn này và ống đùn này. Đây là 4 ống đùn kích cỡ khác nhau. Máy này thì dễ dàng sử dụng thôi. Đây, máy này bây giờ là mình quay tay đây. Đó, mình quay như này là xuống này. Đấy. Quay như này xuống cũng chỉ là nhẹ nhàng, không phải nặng. Máy này thì có nhiều loại, như là loại 1 mẻ. 1 mẻ là 2 cân, 3 cân, 5 cân. Nhà mình có cả loại 2 cân, 3 cân, 5 cân nhá. Đấy. Đấy, xuống, khi mà vặn hết xuống là mình lại quay ngược lại để cho nó lên trên. Đấy. Quay nó lên trên đây. Quay như này là nó sẽ lên đây. Nó cũng rất chi là nhẹ thôi, rất nhẹ nhàng thôi. Khi mà mình đùn xuống thì thịt nó sẽ ra đây này. Ra đây thì mình sẽ tập kéo cắt, cắt lở đây. Nó cũng rất chi là dày. Mọi người mua hàng thì nhớ để ý, tại vì máy này là có nhiều loại inox khác nhau, dày và mỏng. Đấy, mọi người mua hàng có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0934 468 222, 0904 432 111. Website của mình là xưởngmaythanhoa.com. Địa chỉ của mình là 79 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa nhé. Xin chào và hẹn lại mọi người nhé. Rất nhiều loại máy móc khác nhau nhé.